Chào con đang làm gì vậy? Con đang làm gì vậy hả bác? Cho mẹ xem cái tay nào. Ăn miếng. Ôi giời ơi, lại bốc vào mồm. Ăn miếng. Con đang làm gì vậy? Nhìn cổ con này, nhìn mắt của con. Bác ơi. Bác ơi. Làm miếng đi con. Làm miếng. Nào, nó hết rồi. Sợ lại con bôi lên mặt nữa. Con tôi. Ăn đi. Sạch sẽ chưa, eo ơi.